Ôi, báo cáo các bác nhé. Clip này là clip 20. Thực ra con này thì nó có một cái tình cờ của chiều hôm nay là mình cho xuống trang trại thì mình nuôi Avi và mình phát hiện nó bắt đầu gồ, mở mở âm. Nhưng mà không ngờ là âm của nó lại là âm âm rất là hay. Đấy, thổ rền luôn đấy. Nên là mình cam kết với các bạn là về âm, bởi vì bản thân mình nghe thấy và mình bắt tách ra luôn. Thì con này là mình để cho các bác 1 triệu, bác nào giờ chơi chim âm thì là nên nên chọn luôn, bởi vì cái này là mình cam kết là không có sự nhầm lẫn nào nữa cả. Bởi vì là mình đứng ở gần cái lồng Avi có 4 con thì con này nó gù, thì mình đã đánh đã bắt ra luôn và tách lồng luôn. Đấy thì dòng này nó cũng mới được khoảng tháng thứ 6 thứ 7 thôi. Đấy. Con này thì nó đã gù. Đấy. Thì bán mềm đấy, nói chung là 1 triệu là cũng để mềm cho anh em nào chơi thôi. Đấy. Đấy. Giờ, con này thì mình cam kết với các bác là nó là chim trống đã gù và âm của nó là âm thổ rền các bạn nhé, cũng khá là hiếm đấy chứ không phải đơn giản đâu. Đấy. Thì chim mình nuôi Avi thì lông đuôi nó mới còn nguyên như thế này. Đấy. Nếu mà chim nuôi lồng chặt thì lông đuôi không bao giờ còn được như thế này. Đấy. Thì mình quay cái phần ngang này để cho các bác xem cái tướng tá hình hài của nó. Đấy. Đấy. Các bác xem nhé, các bác xem nó cảm nhận rất đẹp, mặt nụ đến tầm đỏ rồi. Clip này là clip 20 giá 1 triệu các bạn nhé. Con này là đích thân là mình thấy nó gù trong cái lồng Avi, mình tách nó ra. Đấy, thổ rền. Đấy, giá 1 triệu. Hôm nay mình đăng clip này là thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10. Đấy, dương lịch 2020 nhé các bạn nhé. Mọi chi tiết thì các bác có thể liên hệ số điện thoại đây 033 5305 982 0989 177 982. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.